90 km/h. Rồi sắp đến một cái cầu. Wow. 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 Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại đại bản doanh của Volvo Việt Nam ở Hà Nội. Và có lẽ không phải để các bạn chờ lâu nữa, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe vừa mới về Việt Nam, Volvo XC90 Incruiser đúng không ạ? Incruiser. Tên này hơi khó đọc một chút. Tên nó hơi khó đọc, nhưng mà trước khi nhá đến với nội dung chi tiết thì tôi sẽ có một món quà tặng cho các bạn. Luật chơi rất đơn giản. Để nhận được mô hình chiếc xe Volvo này, các bạn chỉ cần để lại con số may mắn và số điện thoại liên lạc và theo dõi hướng dẫn của chúng tôi ngay sau đây. Vâng, như các bạn đã biết thì thương hiệu Volvo luôn nổi tiếng với những chiếc xe an toàn nhất thế giới. Và song hành với tôi ngày hôm nay là anh Hùng, trùng tên với tôi ạ. Vâng, xin mời các bạn cho một tràng vỗ tay nhé. Ngày hôm nay anh Hùng sẽ giúp tôi giới thiệu thêm những cái chi tiết mới trên Volvo XC90 Incruiser này. Vâng, với phiên bản XC90 facelift hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, thì có một vài chi tiết ở phía bên ngoài được tinh chỉnh để làm cho chiếc xe trở nên đẹp hơn, trẻ trung hơn, sang trọng hơn. Đầu tiên phải kể đến đó là mặt ca lăng mạng chrome sáng bóng, lõm vào bên trong. Đấy, tất cả cái phần này là thay đổi hết này, thiết kế lại này. Logo 3D khác với phiên bản XC90 trước đó. Ngoài ra thì phần ba đờ sốc trước cũng được thiết kế lại. Hốc hút gió có cái nẹp chrome ở đây. Phần nhựa ở đây cũng được thiết kế lại đẹp hơn, và cùng với màu ngoại thất của xe. Nó khác với cái bản trước là sơn mờ, đen mờ đúng không? Lần trước là sơn màu hơi ghi một chút. Nhưng cái quan trọng ấy là giá nó có thay đổi không anh? Giá không hề thay đổi bạn ạ. Giá không thay đổi, bao nhiêu cho cái bản này nhỉ? Với phiên bản XC90 facelift hoàn toàn mới này, giá là 3 tỷ 990. 3 tỷ 990 triệu. Giá không đổi nhưng sẽ có nhiều cái điều chỉnh về ngoại thất và nội thất mà chút nữa các bạn sẽ tìm hiểu thêm. Anh cũng yêu thích dòng xe Volvo. Vậy thì khi đi cùng với gia đình thì vợ con anh cảm nhận như thế nào khi mà ngồi trên những chiếc xe như thế này? Ví dụ nhá, tôi có thể so sánh một chút thôi, để mọi người dễ hình dung hơn. Ví dụ khi mà đi một chiếc xe Mercedes thì người ta sẽ cảm thấy rất là lịch lãm, sang trọng. Khi ai đó đi một chiếc xe BMW thì rất là sành điệu và cảm giác lái rất là phê, phấn khích đúng không? Với Volvo thì khác. Volvo thì cho chúng ta cái cảm giác rất là an toàn, nhẹ nhàng, không phải xe đua, rất dễ chịu. Những công nghệ sẽ hỗ trợ mình trong những trường hợp, những cái tình huống nguy hiểm xảy ra, thì có thể hệ thống City Safety sẽ phát hiện ra cái chướng ngại vật phía trước để tự động phanh, tránh cái nguy hiểm xảy ra cho những người tham gia giao thông và những người ngồi trên xe. Và đương nhiên, khi mà tôi lái xe trên đường cao tốc chẳng hạn, thì vợ con tôi và những người thân, bạn bè tôi trong gia đình có thể ngủ một giấc rất là ngon, như đang ở nhà không ạ? Quan trọng là ngủ ngon trên một chiếc xe. Vâng, Volvo XC90 facelift có chức năng đá cốp. Và sau đây tôi sẽ thử cho các bạn. Nếu mà trượt là tặng thêm mô hình cho các bạn luôn nhá. Xem có trượt không? Ôi, may quá. Mở ra rồi. Vậy thì so với cái XC90 đời trước thì phía sau này nó có thay đổi gì không nhỉ? Phần đuôi phía sau thì với phiên bản XC90 facelift thì có thêm một chi tiết này. Đây, nẹp chrome ấy. Nẹp chrome này khác với bản trước đây. Còn về cơ bản là vẫn y như vậy. Ngồi vào xe xịn nó cũng thơm các bạn ạ. Nói chung cứ xe càng nhiều tỷ thì càng thơm. Vâng. Với phiên bản XC90 facelift đời mới này thì tôi thích nhất đó chính là cái bộ ghế da này. Ông đang ngồi đấy. Bộ ghế da này là da Napa cao cấp và có đục lỗ. Có đục lỗ. Có chức năng có thể làm mát được. Có làm đấy, mát, có sưởi. Có sưởi. Có sưởi. Để ví dụ mùa hè ông đi sẽ không bị toát mồ hôi lưng. Rồi. Đấy, cái đó rất là thích. Và
Cái da đục lỗ này là nếu mà so với phiên bản XC90 trước đây ấy, muốn đặt option này thì sẽ phải thêm 200 triệu. 200 triệu cho một bộ ghế da. Ôi má ơi. Đấy, thì với ghế da đục lỗ này thì nó tương đương với bản Excellent. Bản Excellent. À, bảo sao mình ngồi nó cứ cảm nhận nó quen thuộc hóa ra là thế. Đấy. Nhưng mà giá chiếc này vẫn là 3.990 triệu, vẫn không đổi. Không đổi không ạ? Trên xe thì được trang bị cái hệ thống âm thanh cao cấp high end Bauer Wiskin của Anh, 19 loa 1400W. 19 loa 1400W nha các bạn. Bật lên có cả giả lập luôn Gothenburg của Thụy Điển. À, giảm hát này, có giả lập này. Rồi. Các cái ví dụ như da này, gỗ này, chrome này trên xe, và tất cả những cái đồ được thiết kế trên xe được qua một cái viện nghiên cứu cho không có gây hại cho cơ thể người. Tức là bảo vệ và bảo vệ sức khỏe cho con người, thân thiện. Vâng, thưa các bạn, thực ra là đối với tất cả những chiếc xe Volvo ấy thì các bạn ngồi vào trong khoang xe ấy thì nó ít chi tiết lắm. Thì tại sao mà ít chi tiết mà vẫn sang được nhỉ? Vâng. Và tôi thấy cũng khá là nhiều người cũng chia sẻ về vấn đề đấy, cũng thắc mắc tại sao là lên trên xe Volvo chả có một cái gì cả. Nhưng mà chính vì chả có một cái gì cả thì nó lại là cái liên quan lại có tất cả. Ví dụ như là màn hình cảm ứng này, Connect Sensors, có tất cả các tính năng ở trên xe, rất nhạy, rất nét, rất đẹp như một máy tính bảng. Đấy, ông có thể điều khiển tất cả các cái tính năng ở trên xe. Đấy, chỉ còn một vài nút cơ học. Đấy, thì với cái triết lý của người Bắc Âu, đơn giản, tinh tế, sang trọng nhưng cực kỳ tiện dụng. Nếu mà đẹp mà không tiện dụng thì cũng vứt đi không ạ? Đúng rồi. Đấy. Cũng là phải tốt gỗ hơn tốt nước sơn đấy, nhưng mà đây lại tốt cả gỗ cả nước sơn đấy. Vâng, thưa các bạn, đối với những chiếc xe Volvo ấy thì nếu mà nói để mà khen thì có khen cả ngày, vì họ đầu tư về cái giá trị nghiên cứu cũng như đầu tư rất 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 nhiều cái chất xám cũng như là công nghệ chế tạo vân vân. Nhưng nói gì thì nói, bây giờ tôi sẽ thử các tính năng mới cho các bạn xem nhé. Thưa các bạn, ở hàng ghế thứ hai thì như các bạn đã thấy đấy, không gian quá rộng rãi, cửa sổ trời panorama, khoảng trống đầu gối trước, khoảng trống đầu, cửa kính hai lớp, cách âm rất tốt, rèm che nắng, loa Bose Wiskin da đẹp, rất đẹp. Hàng ghế này có thể điều khiển lên xuống được, độ ngả. Đây ạ, thoải mái nhá. À xin lỗi, đây ạ. Cái kia là nút lấy để lật cái ghế lên. Rồi, giá để cốc. Tất cả đều rất gọn gàng. Excellent thì có cả cái hộc đựng sâm panh nữa. Ở đây thì là hệ thống điều khiển điều hòa hàng ghế sau. Đấy. Độc lập luôn. Vậy điều hòa là 4 vùng độc lập. Có ổ cắm 230. Cái này là tôi rất thích luôn. Đầu ra 12V, có sàn tương đối là gần phẳng. Nói chung ngồi cả 3 vị trí này ok, mình ngồi vị trí giữa xem nào. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái hàng ghế này lên một chút. Vẫn ngồi thoải mái. Đây, như thế này ạ. Đấy, vẫn thoải mái đúng không ạ? Chỉnh cái này lên một chút để mình ra hàng ghế sau. Kiểm tra xem hai cái ghế sau trên xe này như thế nào. Kéo hàng ghế này lên để tôi vào hàng ghế thứ 3. Lối vào thì được từng này, không phải quá rộng, đủ vào. Đây, hàng ghế thứ 3 đây thưa các bạn. Cũng khá tốt đấy chứ. Đấy, đầu còn từng này. Độ ngả tốt nhất là như thế này. Và khoảng trống đầu gối khi mà tôi điều chỉnh cái hàng ghế này lên một chút thì tôi còn từng này. Có cửa gió điều hòa ở hai bên. Đấy. Khay đựng cốc, hộc chứa đồ cá nhân. Tôi nghĩ là đủ dùng, tôi nghĩ là cái này đủ dùng. Ở hàng ghế thứ 3 thì tôi cũng có đèn, có loa. Quan trọng nhá, rất nhiều airbag túi khí. Đây có này, đây có này, đây có này, đây có này. Rồi thưa các bạn, khi mà chúng ta sở hữu một chiếc xe nhiều tỷ thì nhìn người nó cũng nhiều tỷ không ạ? Tôi nói vui vậy thôi, nó là sự sang trọng và cái cảm nhận về cái sự an toàn nó rất là rõ.
một cái thứ rất là quan trọng nữa khi mà chúng ta ngồi vào cái không gian xe, cảm thấy nó thoáng và nó thơm. Đấy, nội thất nó thơm tho lắm. Và có lẽ là khi mà đi trên những cái con đường cao tốc ấy, thì các bạn sẽ thấy giá trị của một chiếc xe nó trang bị nhiều công nghệ và an toàn nó rất là rõ. Ví dụ như nhá, khi mà lái chiếc Volvo XC90 này này, lúc nào bạn cũng có thừa công suất để chạy, bởi vì động cơ nó là 2.0 nhưng mà T6 supercharged, turbocharged, 320 mã lực và mô men xoắn cực đại là 400 Nm. Đấy là những con số vật lý thôi, nhưng mà khi bạn chạy ấy, kể cả khi chạy chậm hay khi chạy nhanh, lúc nào bạn cũng có công suất. Hơn nữa, bạn có thể dùng các cái chế độ Eco Comfort Dynamic Off-Road để chạy theo các cái điều kiện khác nhau. Ví dụ trong phố đi chậm rãi thư thái thì chúng ta dùng Eco, hay là khi mà hay là Comfort. Nhưng mà nếu bạn muốn có nhiều công suất hơn, đạp sướng hơn, chạy trên cao tốc bốc hơn, thì xin mời dùng Dynamic khác ngay, vòng tua máy cao hơn, xe điều khiển chế độ khác ngay. Đấy, ôi trời, nhẹ cái 120. Thực ra ngồi những chiếc xe xịn như thế này ấy, thì lái 120 cảm nhận như lái những chiếc xe ở cái mức bình dân hơn ấy. Thì như cảm nhận nó thực sự là như chạy ở 70-80 km/h thôi. Bởi thứ nhất là nó bám, nó nhàn. Đó, chưa kể nhá, là xe này bạn có thể sử dụng xem tính năng thứ nhất là Adaptive Cruise Control. Thì cái Adaptive ấy, Adaptive bạn chuyển vào đây ấy, nó hiển thị lên đây và bạn bấm vào giữa thì lập tức là nó giữ. Đấy, nó giữ cho bạn cái tốc độ hiện tại và nó kiểm soát cái khoảng cách. Nhưng bạn có thể bỏ nó đi và chuyển sang Pilot Assist hỗ trợ lái. Rồi, vô lăng màu xanh lè hiện lên và bạn đang được hệ thống điện tử hỗ trợ. Với cái tính năng này, tôi xin thưa với các bạn rằng là tôi sử dụng khá nhiều rồi. Thì phải nói là hoạt động tuyệt vời. Một trong những cái hệ thống hỗ trợ hoạt động rất tuyệt vời luôn. Đó, bạn xem nhá, bây giờ tốc độ cài đặt của tôi là 120 km/h. Đó, nhưng mà thực tế xe là 104 thôi. Bỏ tay, bỏ lái ra. Và khi mà thấy mình bỏ lâu quá thì hệ thống nó sẽ nhắc nhở là bạn nên giữ vào vô lăng. Tôi nghĩ là đến các cái cấp độ như level 4, level 5 nữa thì chắc là sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà mới level 3, level 3 cộng gì đó thì chúng ta vẫn phải kiểm soát một chiếc xe. Cái này là hệ thống hỗ trợ. Có tin được không ạ? Quá tin chứ, mình tin chứ. Bởi vì đơn giản nó là Volvo mà. Đấy, thử một chút cho các bạn thấy. Đấy, chạm vào vô lăng. Chạm. Rồi, lại xanh. Nào, đường hơi cua. Đường phía trước hơi cua ạ. Vâng, mình tin chiếc xe thì mình sẽ làm được. Nào, hơi chạm một chút. Đấy, cảm nhận được chạm rất nhạy, cảm biến rất nhạy. Vẫn bẻ cua. Đó, các bạn sẽ thấy những cái hệ thống hỗ trợ đó hoạt động quá tuyệt vời luôn. Vâng, 115 km/h tốc độ thực tế có bẻ cua. Ai đó mới tôi rằng là dại dột đi thử những tính năng này. Xin đưa với các bạn, thử nghiệm rất nhiều rồi. Đấy, cảnh báo nặng hơn nữa, mức độ cảnh báo sâu hơn là sẽ là đèn màu đỏ. Vâng, thì đấy là cái hệ thống hỗ trợ. Tôi khẳng định rằng tất cả những cái hệ thống hỗ trợ này nó mang cho bạn thấy hai giá trị. Một là cái cảm giác nhàn, thoải mái hơn. Đó, cái thứ hai nó cũng an toàn hơn. Bạn bật kiểm soát khoảng cách chỉ cần adaptive thôi. Thì nếu như có chẳng may bạn gặp vấn đề gì, mất tập trung một chút, thì nó vẫn kiểm soát cái khoảng cách cho bạn rất tốt trên cao tốc, tuyệt vời. Rồi, hơn nữa nhá, nào là đây các bạn xem cái danh mục hỗ trợ này, một bảng luôn. Lane keeping này, park assist này, cross traffic này, tức là cảnh báo những cái vật cắt ngang khi lùi này, rồi kiểm soát cái khoảng cách này, mình chạy gần quá trên cao tốc cũng cảnh báo và thậm chí can thiệp vào phanh. Rồi quá nhiều luôn. Đây ở trên này ạ. Cảnh báo điểm mù ở trên hai gương, có xe vượt qua vào điểm mù cái thì là cảnh báo luôn. Cruise control những cái quen rồi, hệ thống đèn. Nhưng một thứ rất quan trọng là cái màn hình này, các bạn sẽ thấy cái vị trí tôi đặt tay. Đây ạ, tôi đặt lên cần số, lướt, chạm, rất nhạy và chính xác. Và bạn chỉ cần liếc rất nhanh, bạn có thể điều khiển được ngay. Êm nhá,
bạn nên chuyển sang Dynamic sẽ có cái cảm nhận cái chân ga nó khác hẳn. Đấy, rất đơn giản, lên 120 kiểu đơn giản lắm. Và các bạn sẽ thấy độ cân của xe, độ êm của xe này. Cái kính nhá, tôi để nhá. À, qua một giảm tốc là G này, đứng im. Thân xe lúc nào nó cân, hay phết. Chai nước xem, để chai nước đây đi. Tất nhiên khi mà phanh thì nó sẽ bị trôi nhưng với những cái vật thể nặng này, nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng đây, nó lại sử dụng luôn autopilot cho các bạn xem. 90 km/h, thậm chí cao hơn nữa đi. Rồi, sắp đến một cái cầu. Để xem vật nào rơi. À, nhắc đỡ lái ngay. Cẩn thận lắm, xe cẩn thận lắm. À. Wow. 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 À. Anh không. Vì la. Quá hay. Mình thử cái cam 360 cái độ nét cho các bạn xem nhá. Nét căng đét này. Ui, căng đét luôn. Chạm vào đây để lấy góc bên này. Đấy, rồi à, 360 view quay trở lại đây. Tất cả các tính năng đấy đều có nhá, có làn nhá. Đấy, có cảm biến nhá. Rồi, CTA là cảnh báo vật cắt ngang phía sau nhá. Rồi, đuôi xe này. Rồi. Rồi, thưa các bạn, trong vòng một nốt nhạc lại đã xuống tới một cái bến cầu cảng rất đẹp ở Quảng Ninh. Vâng, phải nói quá nhàn luôn. Thực sự là như chưa hề có cuộc chạy. Quá êm, quá sướng. Nói chung là cũng không biết chê gì trên chiếc xe này. Tóm lại, thực ra với tôi thì tôi thấy rằng là đổi khoảng 4 tỷ lấy cái sự sung sướng này thì cũng đáng thật. Bây giờ thì mình sẽ xuống ngắm cảnh. Rồi, rất đẹp. Và nếu như anh em nào mà đã sử dụng cái dòng xe Volvo XC90 Inscription này sau một thời gian, có những ý kiến như thế nào, vui lòng hãy comment ngay bên dưới clip nhé. Còn bây giờ mời các bạn hãy xem một chút cảnh.